phụ trang đó là quần áo nha. Người quen thì khi nhìn nhận được ánh mắt đang ánh hả nha. Mình dán, bây giờ mình dán với ánh mắt. Bút được này là bút tương tác nhỉ.
Thank you.
nhìn xem nó đánh trống hay không nhá. Sáng đi làm á, treo con này đánh trống tự nhiên người đầy năng lượng.
Chị lúc còn đấy không? Quen chứ không phải chị không chịu bỏ đâu, chị mấy cô bừa rồi đấy. Từ chị ấy không để cho con Khánh thôi mà. Lấy 300. Không, lấy ít tăng xuống chắc ăn thử đã. Chị còn để đây, chị vứt ở đây không?
Mm-hmm.